Nhiều người tò mò á, không biết là mạch nước ngầm ở dưới giếng khoan nó như thế nào á. Thì hôm nay mình sẽ cùng nhau xem nó như thế nào nha. Đó, như vậy là sắp tới mạch nước rồi đó. Mạch nó nằm ngang nha mọi người. Nó cắt ngang qua cái lỗ mình khoan á. Trong một giếng thì nó có thể có rất là nhiều mạch nha mọi người. Đây chỉ là một mạch của nó.